ba thang thuốc bí truyền chữa khỏi trăm bệnh mà nhiều người lãng quên. Theo Đông y, căn bản của sức khỏe nằm ở tâm. Mọi phương pháp đều sinh ra từ việc dưỡng tâm. Tâm tịnh, thân ắt sẽ tĩnh. Vì vậy khi bị bệnh, đừng chỉ chữa trị bên ngoài, mà phải dựa vào hệ thống phục hồi của chính cơ thể để chữa lành bệnh. Hãy ghi nhớ ba điều, và cũng là ba phương thuốc có thể hóa giải tâm bệnh của đời người. Thứ nhất, bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi tiền bạc mà quên mất nghỉ ngơi. Bạn sẽ làm gì khi con đường phía trước không biết là còn dài bao nhiêu, sẽ sống từng ngày đó như thế nào? Một bác sĩ đã tự hỏi chính mình như vậy sau khi chính anh phát hiện ra mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, khó có thể vượt qua. Sau những tháng ngày của tuổi thanh xuân, anh đã đánh đổi đến kiệt sức để đổi lấy. Đã bao giờ bạn cho phép bản thân mình ngồi xuống nghỉ ngơi và tự vấn mình những câu hỏi sau? Mục đích sau cùng của tất cả những đánh đổi này là gì? Là tiền bạc hay công danh hay thăng tiến sự nghiệp? Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận lại được những gì cho cuộc sống của chúng ta? Những giá trị trên liệu có đáng để chúng ta đánh đổi sức khỏe, thời gian, cuộc sống của chúng ta hay không? Những giá trị mà chúng ta đang mang ra để đánh đổi đều là những thứ sau này không thể lấy lại được. Liệu chúng ta có cảm thấy hối tiếc khi sau này nhìn lại không? Những giá trị mà chúng ta đang mang ra đánh đổi đều là những thứ sau này không thể lấy lại được. Liệu chúng ta có cảm thấy hối tiếc khi sau này nhìn lại không? Tôi tin những người đã từng trải qua giai đoạn bán sức bán mạng để đổi lấy vật chất, các bạn chính là những người hiểu rõ hơn ai hết về kết quả được mất của sự trao đổi này. Thật ra thì con người ai cũng có giới hạn của mình. Bạn cũng không còn trẻ và khỏe như bạn nghĩ đâu. Sức khỏe của chúng ta mong manh lắm các bạn ạ. Chúng ta đâu muốn rơi vào cái vòng luẩn quẩn của việc kiếm tiền rồi lại mang tiền đi chữa bệnh phải không? Thức xuyên đêm cho kịp tiến độ công việc, tùy tiện bỏ bữa. Chúng ta đang tạm ứng sức khỏe của mình mà quên rằng số tiền mà bạn kiếm ra được hôm nay có thể sẽ phải dùng để mua lấy sức khỏe sau này. Ai cũng có 24 giờ để làm việc và tận hưởng mỗi ngày cuộc sống. Không có công thức chung nào cho tất cả, ngoại trừ việc bạn phải luôn nhắn nhủ với chính mình rằng bạn yêu bản thân mình hơn công việc. Hãy thử làm khác đi so với chu trình mỗi ngày giống nhau của bạn, xem có gì nghiêm trọng nếu bạn ngừng làm việc sau 6 giờ tối hay không. Đến khoa học hiện đại cũng khẳng định rằng con người không nên lúc nào cũng làm việc, mà cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí. Nếu bạn vì tiền mà bán mạng thì có ngày bạn sẽ hối hận. Con người cũng giống như là một cái máy. Tuổi thọ của máy là có hạn. Máy có tần suất càng cao thì độ hao mòn càng nghiêm trọng và tuổi thọ càng ngắn. Hãy trân trọng cuộc sống, quan tâm đến sức khỏe và biết buông bỏ những ham muốn. Bạn sẽ thấy rằng ước muốn lớn nhất của đời người là sống khỏe mạnh. Ngay cả người xưa cũng chú trọng tu dưỡng mọi lúc, kể cả khi đi, đứng, nằm, ngồi. Họ luôn tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm giữa môi trường ồn ào xung quanh. Họ luôn thư giãn ngay cả khi bận rộn nhất để có thể hoàn thành mọi việc trong một tâm thái an hòa. Đừng cật lực làm chỉ để có ngôi mộ đẹp. Nói không chừng một ngày nào đó, bạn bỗng nhiên rời khỏi thế giới này, để lại cuộc đời rất rất nhiều những việc vẫn đang dang dở, có đầy ắp cơ hội lại chẳng kịp hoàn thành. Cách duy nhất để điều đó không khi nào xảy ra, đó chính là sống trọn vẹn những ngày bạn đang sống, để mỗi phút giây trôi qua chẳng khi nào mang tên tiếc nuối. Học cách trân trọng những năm tháng còn tồn tại trên cõi đời này, ăn những thứ mình thích ăn, làm những việc bản thân muốn làm, xem những thứ bản thân mình muốn biết, hưởng thụ hiện tại, để mỗi ngày trôi qua là mỗi một ngày đáng sống theo cách riêng của nó. Thứ hai, phải biết phó xuất đi,
thì người ta mới nhận lại được hạnh phúc. Đời người vui vẻ vì biết cho đi. Muốn có được hạnh phúc cũng cần phải chia sẻ với người khác. Nếu không, lòng người cũng chỉ giống như biển chết vậy. Dòng nước chỉ chảy vào chứ không chảy ra, cuối cùng cũng chỉ là một vùng tĩnh mịch mà thôi. Đạt được có lẽ sẽ mang đến cảm giác thỏa mãn, nhưng cho đi sẽ mang lại một niềm vui khác, một cảm giác khác. Có một người nghèo hỏi một người thông minh rằng: tại sao tôi lại nghèo như thế này? Người thông minh đáp: bởi vì anh không học được cách cho đi. Người nghèo nói: một người không có gì như tôi làm thế nào để cho người khác chứ? Người thông minh nói: một người không có gì cũng có thể cho người khác 7 thứ tốt đẹp. Người nghèo lại hỏi: 7 thứ tốt đẹp nào? Người thông minh nói: thứ nhất đó là vẻ mặt, hãy dùng nụ cười để giải quyết mọi việc. Thứ hai là ngôn, hãy nói những lời tán dương an ủi dễ đi vào lòng người. Thứ ba là tâm, hãy mở rộng lòng, đối xử tử tế hài hòa với những người xung quanh. Thứ tư là mắt, hãy dùng ánh mắt đầy thiện ý để nhìn mọi người. Thứ năm là thân, hãy dùng hành động để giúp đỡ người khác. Thứ sáu là tòa, hãy nhường chỗ cho người khác nếu có thể. Thứ bảy là bao dung, hãy có một trái tim yêu thương, bao dung với người xung quanh. Sống ở trên đời, đừng có suy tính thiệt hơn nhiều quá, đừng hẹp hòi quá, cứ rộng rãi cho đi. Anh có thể thu về những thứ thậm chí là bản thân mình còn không bao giờ nghĩ tới. Người nghèo nghe xong lúc này mới tỉnh ngộ. Một người chỉ khi đặt lòng so đo của mình xuống, học được cách cho đi mới có thể gặt hái được hạnh phúc. Hiểu được sự cho đi mới có thể nhận lại nhiều sự báo đáp hơn. Thứ ba, đừng giữ khăng khăng những điều không nên giữ. Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Trong cuộc sống có những người rất dễ rơi vào tuyệt vọng đau khổ, bởi vì giữ trong lòng quá nhiều gánh nặng, quá nhiều ưu tư, quá nhiều nỗi buồn. Cuối cùng họ bế tắc, gục ngã và dẫn đến việc kết thúc cuộc đời mình. Đời người kỳ thực chính là như vậy. Có những chuyện bất đắc dĩ đành phải chấp nhận. Có lúc muốn bản thân được sống vui vẻ thoải mái, nhưng lại vì người thân cận ở bên hay những sự tình phát sinh làm ảnh hưởng mà không thể rút ra được. Cho nên nhân sinh luôn chất chứa nhiều những điều tiếc nuối. Sinh mệnh của mình cuối cùng vẫn phải do mình nắm giữ, chi phối và chịu trách nhiệm. Mỗi một ngày trôi qua, những ký ức không tốt cũng sẽ phai nhạt đi một ngày. Những người thân yêu cũng sẽ rời xa thêm một ngày. Những giấc mơ cũng bị đánh thức thêm một ngày. Cho nên những gì cần buông tha thì quyết không nên giữ lại. Những gì nên quý trọng thì quyết không buông tha. Nếu nắm giữ mà không hạnh phúc, không vui vẻ thì chi bằng hãy buông tay. Nếu luyến tiếc, không buông bỏ xuống được thì chấp nhận thống khổ. Quá nhiều u buồn sẽ khiến cho con người mệt mỏi. Vậy sao không buông bỏ xuống để đi đoạn đường đời được thong dong thản đãng? Thưa quý vị, bệnh tại tâm sinh là câu nói ai cũng đã từng nghe thấy. Nhưng không phải ai cũng biết tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Trong học thuyết âm dương đã mô tả rất kỹ về những ảnh hưởng của cảm xúc đến sức mạnh thể chất. Mọi cảm xúc đều gây ra những biến đổi lên thân thể. Cảm xúc nó là phương diện của thể hiện tâm tính. Nếu bạn là người không làm chủ được cảm xúc của mình thì có nghĩa là bạn dễ dàng thất bại trong cuộc sống. Từ đó vận mệnh của bạn cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên ngoài 3 điều vừa nêu thì còn có 6 cung bậc cảm xúc sau đây bạn cần phải thay đổi để cải biến vận mệnh và cải biến sức khỏe của mình nhé. Thứ nhất là vui mừng quá. Theo ngũ hành trong Đông y thuyết rằng bệnh tại tâm sinh, trạng thái cảm xúc và sức khỏe có liên quan mật thiết với nhau. Những cảm xúc quá mức đều có thể gây bệnh.
vui mừng quá sẽ hại tâm, làm cho tâm khí khuếch tán, khiến tâm thần không yên, nói cười không ngớt, bồn chồn bất ngủ. Trung y nhấn mạnh, cần giữ tâm trạng lành mạnh, cân bằng, từ đó giữ sự hài hòa giữa tinh thần, cảm xúc và cơ thể. Nhìn từ một khía cạnh khác, về các loại chất kích thích như rượu, ma túy cũng khiến cho tinh thần người ta hứng khởi quá mức. Nhưng đi theo sau nó thường là buồn rầu quá độ, mệt mỏi thân thể, hao tổn sinh khí. Vì vậy điều chúng ta cần làm là giữ trạng thái vô vi. Việc gì cũng không quá nặng tâm phiền, việc gì cũng không quá cao hứng, luôn luôn bình tĩnh, an hòa mới có thể giữ tâm trạng bình ổn và không tổn hại đến sức khỏe. Thứ hai là tức giận. Giận là chí của can. Khi giận thì phải tìm cách phát tiết ra ngoài. Tuy nhiên nếu bộc lộ quá mức hoặc kiềm chế quá mức cũng làm cho can bị bệnh. Cả giận mất khôn, hỏa khí vượng tại gan lách sẽ gây ra đau đầu, chóng mặt, biếng ăn và thậm chí là nôn nao và tiêu chảy. Bạn nên học cách giữ bình tĩnh bằng tu dưỡng tâm tính và thiền định. Các chứng bệnh liên quan sẽ biến mất khi tâm trạng bình ổn lại. Nếu một cái nhà đang cháy thì việc trước nhất phải làm là chữa cháy, chứ không phải là chạy theo đuổi bắt người đốt nhà. Nếu chỉ lo chạy theo người mà anh ta nghĩ là đã đốt nhà thì căn nhà sẽ bị cháy rụi trong khi ta chạy theo đuổi bắt người kia. Như thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã. Vậy thì khi giận, nếu tiếp tục đối đầu tranh cãi với người làm cho ta giận, nếu chỉ muốn trừng phạt người ấy thì ta đã hành động y như người chạy theo kẻ đốt nhà trong khi căn nhà của ta đang bốc cháy. Chung quy lại, ta phải thắng cái sân hận của thân xác, nếu không phút chót cũng bị nó xỏ mũi dắt đi. Thứ ba, hoảng loạn. Cuộc đời một con người luôn sẽ gặp những sự tình thế này thế kia. Có sự tình có thể giải quyết nhẹ nhàng, có những sự tình có thể cười mà bỏ qua, nhưng cũng có những sự tình có nhiều phiền phức. Nếu như gia đình có người gặp khổ nạn, bạn xử lý như thế nào? Nếu như kinh tế rơi vào nguy cơ, bạn đối diện thế nào? Nếu như cuộc đời từ đó bị đổi thay, bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Lúc này bạn không căng thẳng, không khổ não. Nếu nói không thở ngắn than dài thì có lẽ không thể làm được. Con người khi trong cảnh khốn khổ khó tránh khỏi căng thẳng. Nhưng quá căng thẳng hoảng loạn sẽ khiến việc bé xé ra to, việc to thành hỏng việc. Tất cả các sự tình đều có các kênh xử lý cuối cùng. Tất cả các con kênh đều có phương hướng cho dòng nước chảy. Càng trầm tĩnh đối diện thì vấn đề sẽ được xử lý càng tốt đẹp. Vậy nên, gặp bất kỳ sự việc gì cũng không hoảng loạn. Vì tình trạng này xảy ra thường xuyên sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính, ảnh hưởng đến dòng khí lưu thông đến tim và thận, khiến bạn có cảm giác tim đập nhanh, mất ngủ. Để có thể giữ được bình tĩnh hơn, bạn hãy học cách hít thở thật sâu và đếm từ 1 đến 10 trong những tình huống căng thẳng nhé. Thứ tư, buồn phiền và lo lắng. Một người quá lo lắng về mọi việc cuối cùng sẽ khép mình lại với thế giới xung quanh, bắt đầu đi vào vòng xoáy của những căng thẳng tiêu cực tác động lên cơ thể. Hậu quả là gây ra biếng ăn, mất cảm nhận về màu sắc, khó thở, khí qua phổi lách, khó lưu thông. Cuối cùng thì tim cũng bị ảnh hưởng. Tốt hơn là bạn hãy chia sẻ về những căng thẳng của mình với một người biết lắng nghe. Nói ra vấn đề sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn, cảm giác như chúng trở nên nhỏ bé hơn. Thứ năm, đau khổ. Tâm tĩnh như nước hồ thu là một loại cảnh giới. Như thế giới nội tâm chúng ta cũng có lúc phát tiết như những con sóng lăn tan mặt hồ. Có nỗi đau không thể tỏ cùng ai, trong đêm tĩnh lặng cứ để nước mắt lặng lẽ rơi. Khi mặt trời ló lên, chúng ta lau nước mắt,
lại thản nhiên bước tiếp như thường. Bước vào thế giới phức tạp rối bời vẫn phải bỏ qua tất cả những được mất. Hãy nhìn đời bằng con mắt rộng mở hơn, đối nhân xử thế bằng tấm lòng bao dung chân thành hơn, đối mặt với nghịch cảnh bằng cái tâm dung nhẫn trầm tĩnh hơn. Sự đời tốt xấu, được mất, khen chê, vinh nhục cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Nếu trong lòng đau khổ, bạn sẽ cảm thấy liên tục bị hụt hơi, chóng mệt và chán nản suy sụp. Đông y cho rằng sầu muộn làm ngăn cản khí ở phổi, gây ra triệu chứng trên. Vì vậy hãy nghĩ về những điều tích cực của cuộc sống. Không đau khổ nào là mãi mãi. Cuộc sống sẽ luôn thay đổi, bạn có quyền lựa chọn cảm xúc để đối mặt với nó. Hãy vui lên, thế giới xung quanh còn rất nhiều điều tốt đẹp. Bạn cũng có thể thấy rất nhiều những số phận mạnh mẽ trong những hoàn cảnh vô cùng éo le. Và thứ sáu là sợ hãi. Đây là cảm xúc mất cân bằng nhất. Nó có thể khiến người ta tái mét như xác chết, khiến người ta choáng váng và có thể quỵ ngã. Sợ hãi là một cảm xúc có thể gây ra sự bất hòa trong thận và gây tiểu tiện không tự chủ. Nỗi sợ hãi nghiêm trọng có thể sẽ khiến một người mất kiểm soát thận và bàng quang một cách tự nhiên. Đa phần các ca đột quỵ đều có nguyên nhân từ những trạng thái cảm xúc tiêu cực ở mức cao như đau khổ, sợ hãi và giận dữ. Trong đó, một nhân tố phổ biến là việc tham dự tang lễ. Tài liệu thống kê y khoa thế giới còn cho thấy tỷ lệ tử vong cao nhất lại không do các bệnh nhiễm khuẩn hoặc virus, mà là các bệnh có liên quan đến trạng thái tâm lý như bệnh tim, cao huyết áp, ung thư, v.v. Vì thế, hãy học cách chống lại nỗi sợ hãi mỗi lần gặp phải. Hãy mạnh mẽ lên, cố gắng vượt qua những thử thách. Quý vị thân mến, Robert White đã từng nói, bất kể lúc nào con người cũng không nên làm nô lệ của tâm trạng mình, không nên để tất cả các hành động đều bị tâm trạng chế ngự, mà nên làm ngược lại, chế ngự tâm trạng. Đông y cũng nói, vui quá tổn thương tâm, tức giận tổn thương can, đau buồn tổn thương phế, lo nghĩ tổn thương tỳ, sợ hãi tổn thương thận. Điều đó chứng tỏ rằng tâm trạng con người có liên quan mật thiết với sức khỏe cơ thể. Ví dụ, người có áp lực công việc lớn đa số đều có bệnh về dạ dày, đường ruột. Người hiếu thắng mà không được như ý thường bị đau đầu. Cơ thể con người là gốc rễ của hết thảy. Người nóng tính thường cơ thể cũng không được tốt. Dưỡng sinh chân chính không phải sống trong nhà phong thủy tốt, không phải ăn sản phẩm tốt cho sức khỏe, mà chính là quản lý tốt tâm trạng của mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ của Góc Nhìn Việt. Xin kính chào và tạm biệt.